Shivam Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyam Buddham Saranam Gacchami Dutiyam Pi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyam Pi Sangham Saranam Gacchami Tatiyam Pi Buddham Saranam Gacchami Tatiyam Pi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyam Pi Sangham Saranam Gacchami như thế nào. Thế nào người ấy gặt quả như thế ấy. Thiện thì được quả thiện.
Người hành ác thì gặt quả ác. Người làm ác thì chịu quả ác. Nghiệp và quả của nghiệp. Này, nghiên cứu về nghiệp. Mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một cái lời nói và mỗi một cái hành động của mình, nó đều tạo ra nghiệp. Đó có thể là mình đang tạo nghiệp hoặc là mình đang thọ quả báo của nghiệp trong cái cuộc sống của mình. Đó là một là mình đang tạo nghiệp, hai là mình đang thọ cái quả báo do nghiệp mà mình đã tạo trước đây. Thì trong tất cả những cái mọi cái hành động, suy nghĩ, lời nói, nó đều để lại cái nghiệp như vậy hết. Thì nó có ba loại: một là nghiệp thiện, hai là nghiệp ác, và ba là cái nghiệp vô ký, tức là cái nghiệp nó không thiện và không ác. Thì hàng ngày có lúc mình khởi lên một cái tâm sân, tức giận, thì lúc đấy nó là ý nghiệp. Mình khởi lên một cái tâm tham, nó là một cái bất thiện thuộc ý nghiệp. Tâm si, nó là bất thiện thuộc ý nghiệp. Có lúc mình khởi lên một cái tâm thiện, là một cái tâm cung kính, hay là một cái tâm muốn làm cái việc lợi ích cho người khác, như là mình có tâm từ bi, hỷ xả, thì đó là những cái thiện nghiệp. Thì khi mà mình có một cái tâm, một cái tác ý thiện cộng với một cái hành động, thì cái hành động đấy là hành động thiện. Và một cái tác ý bất thiện mà đi kèm theo với một cái hành động lời nói, thì cái hành động lời nói đó là bất thiện. Và có những cái lúc thì mình giữ cái tâm xả, cái tâm mà nó không có thiện, không có ác, dửng dưng, hay mình đang đi thế này, nhưng mà dưới chân mình có những cái con côn trùng nó bị dẫm đạp. Nếu như mà mình nhìn thấy một cái chúng sinh nó đang bò dưới đất mà mình cố tình mình đạp lên nó, thì lúc đấy mình tạo một cái ác nghiệp. Nhưng mà cái lúc này mình đang đi, mình không có để ý chân, để ý dưới cái đất, dưới mặt đất nó có chúng sinh, mà mình vô ý mình đạp chết những chúng sinh đấy, thì cái đấy nó lại là một cái nghiệp vô ký, một cái nghiệp không có cố ý. Vậy bây giờ muốn hiểu được thế nào là thiện, thế nào là ác, thì mình cần phải đi tìm hiểu thế nào là nghiệp. Vậy thì trong cái bài này mình sẽ nghiên cứu về nghiệp này. Một, nghiệp là gì? Nghiệp là gì? Nghiệp là tâm sở tư. Tâm sở tư. Tư, tư này tiếng Pali, tiếng Pali này, Pali, tiếng Pali. Tiếng Pali là Chetana. Chetana. Đây này, cái tiếng Pali thì gọi là cái từ này. Dịch nghĩa của cái tiếng Chetana này, dịch nghĩa nghĩa Việt Nam này, dịch nghĩa này, Chetana, dịch là cái tâm sở tư này, tư có nghĩa là đốc thúc, nó có nghĩa là cố ý. Nghĩa, cái nghĩa sát nghĩa của nó là cố ý. Cố ý hay là tác ý. Ý, cái đặc tính của nó
nó có một cái đặc tính của nó, của Chaitanya, tức là cái tư tâm sở, đặc tính của Chaitanya, tư tâm sở là cái sự đốc thúc các cái tâm khác vào đối tượng, là sự đốc thúc các cái tâm khác vào đối tượng, các tâm sở, các tâm sở khác vào một đối tượng. Và nó là tâm sở tạo nghiệp. Tâm sở tạo nghiệp. Như là hôm nay mình khởi lên cái tâm là đi đến chùa, thì khi mà mình khởi lên cái tâm đi chùa thì lúc đấy nó vẫn chưa quyết định là có nên đi hay không, nhưng mà có một cái tâm sở, đó gọi là cái tâm sở tư này, quyết định đốc thúc đi, thì nó phải đôn thúc tất cả những cái tâm khác, nó phải vạch ra cái kế hoạch đi như thế nào, làm như thế nào. Thì đó nó là cái tâm sở tạo nghiệp. Hay là bây giờ một cái người có cái tác ý là hôm nay đi chùa cúng dường Phật, thì khi mà mình khởi lên cái tâm là phải cúng dường, thì cái tâm sở tư này nó quyết định đốc thúc mình phải thực hành cho bằng được, cái hành động đó là phải làm cho bằng được, tức là nó là cái tâm sở tư này nó đốc thúc mình là phải hành động cho bằng được. Khi mình đã khởi lên một cái ý định làm một cái việc gì đó, thì cái tâm sở tư này nó đốc thúc cho mình, bắt buộc mình phải làm, thì nó là cái tâm tạo nghiệp, là cái tâm. Thì cũng như vậy với một cái nghiệp bất thiện, khi mình nhìn thấy một con vật gì quyết định ta phải bắt con này, ta phải sát hại con này, thì cũng cái tâm sở tư này nó đốc thúc, nó thôi thúc, nó thúc giục cho người đó phải hành động. Cũng như vậy khi mà mình khởi cái tâm mà muốn lấy trộm một cái vật của người khác, thì nó cũng có một cái tâm nó khởi lên, đó là nó thôi thúc mình phải hành động, phải làm cho bằng được. Thì nó gọi là cái tâm sở tư. Tâm sở tư là cái tâm tạo nghiệp. Trong thì tâm sở tư, tư là một tâm sở trong 52 tâm sở. Tư là một trong tâm sở, trong số 52 tâm sở. 52 tâm sở. Đi kèm với 89 tâm vương. Đi kèm với 89 tâm vương. Thì nó bao gồm cả tâm thiện và tâm bất thiện. Vậy thì cứ khi nào cái tâm sở tư, cái tâm mà nó thúc giục mình phải làm một cái việc gì đó, nó đi kèm với tâm thiện thì lúc đấy nó sẽ tạo cái nghiệp thiện, nó đi kèm với tâm bất thiện thì nó tạo cái nghiệp bất thiện. Khi ta có tác ý rồi hành động bằng thân,
thân. Thì lúc đấy là nó là thân nghiệp, thì nó tạo ra thân nghiệp. Bây giờ mình có tác ý là ta sẽ đảnh lễ Phật, và lúc đấy mình sẽ hành động bằng cách mình chắp tay, mình cung kính đảnh lễ Phật. Thì lúc đấy nó tạo ra cái thân nghiệp cung kính. Còn khi ta có tác ý rồi hành động bằng khẩu, bằng lời nói, thì nó sẽ tạo ra khẩu nghiệp. Khi ta có tác ý tạo ra hành động bằng lời nói thì nó sẽ tạo ra khẩu nghiệp. Bây giờ mình nói một cái lời, bất cứ một cái lời nói gì thì mình phải có tác ý trước, nó không tự nhiên mà nó phát ra được. Mình phải có tác ý ở trong tâm trước, mình có ý định trước. Thì cái ý định đấy nó là cái đấy, rồi mình quyết định làm, rồi mình nó thôi thúc cho mình phải phát ra một cái lời nói gì đó, rồi mình tức bực với ai gì đó, mình quyết định nói một cái lời gì đó để cho nó hạ cái cơn giận đó, là mình có thể mắng chửi một cái người khác. Thì cái tâm mà nó thôi thúc mình phải làm cái chuyện đó, nó là cái tâm tạo nghiệp, nó là tâm sở tư đốc thúc mình phải làm. Thì khi mà có tác ý rồi mà ta có cái ý nghiệp, có cái rồi khởi, khi mà có cái ý ở trong tâm ấy, nó cũng tạo thành nghiệp. Tác ý rồi, khi ta có tác ý ở trong tâm rồi cái hành động bằng ý, rồi có cái hành động bằng ý nhé, thì nó tạo ra ý nghiệp. Ý mình có hành động được không? Tâm mình có hành động được không? Cô Đoan lắc đầu. Lắc đầu ha. Tâm mà không? Tâm có tạo được nghiệp không? Tâm. Lấy cái ví dụ gì để cho nó dễ hiểu về cái tâm tạo nghiệp. Tâm mình tạo nghiệp. Trong ba cái nghiệp ấy, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì cái nào mà tạo nghiệp lớn nhất? Ý nghiệp, thân nghiệp. Thân nó có thể giết được người, ý có giết được người không? Khẩu có giết được người không? Ý có giết được người không? Ý nghiệp. Tại thời giờ không có ai có thần thông để thể hiện. Nhưng nếu mà người có thần thông, người ta dùng cái thần thông này, người ta khởi lên một cái tâm, và người kia hãy biến thành con cóc, biến thành con cóc luôn. Như phi Tôn Ngộ Không này, người ta có thể biến được ra thành một cái ngọn lửa, người ta đốt cháy được cả một cái thành phố. Cái ý nghiệp nó có thể tạo được, ý nó có thể tạo ra nghiệp bất thiện được rất là lớn, có thể tạo ra nghiệp bất thiện rất lớn. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ví dụ như là cái ý nghiệp, nhưng mà trong cái lúc mình đi ngồi thiền thì cái gì nó hành động? Thân lúc ấy có hành động không? Khẩu có hành động không? Vậy cái gì hành động? Ý nghiệp hành động. Ý nghiệp. Vậy cái lúc đấy là ý nghiệp là hành động nào? Ý nghiệp hành động đấy, lúc mình ngồi thiền đi. Mà trong các cái thiện nghiệp
Thì hành thiền nó là tạo ra cái thiện nghiệp gì? Nếu mà mình hành thiền định nó tạo ra cái nghiệp sắc giới, mà hành thiền quán nó có thể tạo ra nghiệp siêu thế. Trong lúc mình ngồi, cái tâm của mình nó quán chiếu về chân lý sự thật ấy, thì cũng cái ý nghiệp đấy nó cũng có thể tạo địa ngục, nó cũng có thể tạo các cái nghiệp để đọa xuống địa ngục. Ví dụ một người chết, một cái người đang đến cái giờ phút hấp hối cận tử, thế là có một cái người mà rất là, người ta rất là ghét, người ta đến người ta thăm, thế là cái người mà đang cận tử đấy khởi lên cái tâm tức tối bực bội. Lúc đấy mình không có đánh được người kia, không chửi được, nhưng mà trong tâm khởi lên cái tâm sân thôi. Thế là, người ta, thế là chết với cái tâm sân ấy, đoạn ngay vào địa ngục. Thế lúc đấy nó có ý nghiệp nó đang hành động cái bất thiện này. Nếu mà cái giờ phút cận tử mà còn khởi lên cái tâm bất thiện ấy, thì lúc đấy là ý nghiệp hành động. Nhưng bây giờ cho mình ngồi thiền mà mình không ngồi, mình cứ ngồi mình suy tư là mai ta phải trả thù người này, mai ta phải làm hại người kia, thì lúc đấy nó là cái gì? Tạo nghiệp. Nó là ý nghiệp. Lúc đấy cái thân khẩu của mình nó không có làm việc, nhưng mà cái ý nó vẫn hành động, nó vẫn tạo nghiệp. Vậy thì cái sự tác ý đấy, nó đi với thân thì nó tạo ra thân nghiệp, nó đi với khẩu thì nó tạo khẩu nghiệp, và nó đi với ý thì nó tạo ý nghiệp. Khi mà tác ý này, cái tâm cetana này, cái tâm hay còn gọi là tác ý này, đi kèm với 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện. Thì tạo nghiệp. Thì tạo nghiệp vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh Antuna. Cái tâm bất thiện ấy thì giải thích thêm 12 cái tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện là những tâm gì? 8 tâm tham, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Khi mà mình có tác ý mà nó đi kèm với các cái tâm bất thiện ấy, thì mình sẽ tạo ra những cái nhân để đi vào các cái cõi khổ này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atuna này. Còn khi mà cái tâm này, cái tâm tạo nghiệp Cetana này, Cetana đi kèm với tám tâm thiện dục giới, thiện dục giới, thì tạo nghiệp sinh vào 6 cõi trời dục giới hoặc cõi người.
tám tâm, nó đi kèm với tám tâm đại thiện dục giới, thì sinh về sau cõi trời dục giới và cõi người. Tám tâm thiện dục giới là một tâm câu hữu với hỷ, một tâm câu tương ứng với trí cần được nhắc bảo, một tâm thì không cần được nhắc bảo. Một tâm câu hữu với xả tương ứng với trí cần được nhắc bảo, một tâm không cần được nhắc bảo. Một tâm câu hữu với hỷ mà ly trí cần được nhắc bảo, một tâm không cần nhắc bảo. Một tâm câu hữu với xả mà không có trí cần được nhắc bảo, một tâm không cần được nhắc bảo. Cái tâm đấy có nhớ không? Tâm thiện đấy. Ví dụ như là bây giờ mình làm một cái việc thiện, như là bây giờ mình dâng cúng dường đến Sa Môn, Bà La Môn, bất cứ một cái phẩm vật gì đấy. Đấy, thì cái lúc đấy nào nó có một cái tâm mà nó tạo nghiệp, đó là cái tâm mà nó đốc thúc mình làm cái việc thiện đấy. Và trong cái lúc mình làm ấy, mình có cái tâm hoan hỷ, thì nó gọi là một tâm câu với câu hữu với hỷ. Và cái lúc mình làm đấy, mình hiểu rằng đấy, cái hành động mình đang làm hiện tại đây nó sẽ trổ quả ở trong tương lai. Đó là một hành động thiện, thì chắc chắn mình sẽ tạo một cái nghiệp để sinh về sáu cõi trời dục giới hoặc sinh trở lại làm người này. Tức là mình vừa làm, mình vừa hiểu cái hành động của mình nó sẽ có cái kết quả như vậy, thì đó gọi là tương ứng với trí. Tương ứng với trí là vậy nhé. Tức là có những người, người ta làm ấy, ví dụ người ta đi làm từ thiện đấy, nhưng mà người ta không biết là nó có thiện. Người ta chỉ biết là ta làm việc thiện, ta sẽ được khen thưởng, được mọi người biết đến, được cái danh tiếng. Thì cái đấy nó không tương ứng với trí, nó gọi là ni trí. Còn một cái tâm là nó hợp trí, là vậy. Còn cũng có những người cần được nhắc bảo ấy. Cần được nhắc bảo là có người bảo mình, thúc giục mình mới chịu làm, thì đó là cần được nhắc bảo. Còn có những người làm với một cái tâm tự nguyện, tự giác mình làm là không cần phải nhắc bảo. Thì cái tâm đấy gọi là tâm xả ni trí. Cái lợi ích của nó là sau này họ chỉ được hưởng phước mà nó không có cái tuệ ở trong đấy. Tức là nếu mà đến lúc chết ý, mà cái người đó chết với một cái tâm mà họ còn nhớ đến cái việc mà họ đi làm từ thiện đấy, thì họ có thể là hoan hỉ hoặc có thể là dửng dưng. Nhưng mà cái kiếp sau họ sinh ra trở thành một cái người nhị nhân, chứ nó không thể trở thành người tam nhân. Cái tâm tục sinh ý, cái tâm tục sinh nó không có tuệ quyền. Tại vì họ không có cái sự hiểu biết về nghiệp này, họ không có cái niềm tin về nghiệp và không có sự hiểu biết là cái hành động ta làm nó có cái kết quả ở trong tương lai. Tức là họ là một cái người nó có tà kiến ở trong đấy. Họ không tin là nó có nghiệp và quả của nghiệp. Họ không tin là cái việc phước nó có, nó trổ quả phước, cái việc tội nó trổ quả tội. À, các bậc thiền sư thì nó lại có một cái nghiệp khác. Không kể cả các bậc thiền sư mà chỉ có bậc A-la-hán mới có một nghiệp khác. Ví dụ các bậc thiền sư nó vẫn có, thì đa số là các vị sư mà đã được học giáo pháp hoặc được thực hành giáo pháp hoặc là những vị đã đắc thiền rồi, thì là những cái vị đấy có cái niềm tin rất sâu về nghiệp và quả của nghiệp. Thì những cái đấy là người ta thể nhập, nó thể nhập rồi, trong khi họ làm bất cứ cái gì họ cũng biết rồi, đây là một cái hành động thiện, đây là một hành động bất thiện. Đấy, những cái vị mà đã giác ngộ đấy thì bất cứ một cái hành động nào họ kiểm soát được, họ biết được hành động này là thiện, hành động này là bất thiện. Cái tâm này là cái tâm nó đốc thúc cho hành động này. Nó có thể là tạo thành hành động về thân, nó có thể tạo hành động về khẩu, có thể tạo hành động về ý. Tức là một khi cái tâm này nó đã khởi lên là nó phải tạo thành nghiệp rồi. Cái tâm này là nó khởi lên cùng với cái lúc mà mình hành động đấy. Thì cái lúc đấy nó mới chỉ còn là ý nghiệp thôi. Cái ý nghiệp đấy thì
nó có tạo thành cái quả làm cho tâm mình bị ô nhiễm. Có thể là cái tâm hôm nay nó ô nhiễm một tí, ngày mai nó sẽ ô nhiễm mạnh hơn. Tức là mình khởi lên cái tâm ăn trộm hôm nay nó còn yếu, mình chưa hành động. Nhưng ngày mai mình cứ khởi lên nhiều là cái tâm ô nhiễm ấy nó mạnh lên. Tức là cái tâm mà tham ăn trộm ấy nó sẽ tăng lên. Và đến một lúc nó mạnh lên rồi nó mới thôi thúc cho mình hành động bằng thân và bằng khẩu nữa. Còn cái lúc nó yếu thì nó mới hơi nhen nhón ở trong tim, ở trong tâm thôi. Thì lúc đấy cái nghiệp nó cũng có nhưng mà nó còn nhẹ. Nhưng mà khi mà nó mạnh lên rồi thì cái nghiệp nó sẽ mạnh. Thì cái sự cố ý mà càng mạnh thì nó tạo nghiệp càng mạnh. Nên nó có cái sự cố ý nó khác nhau như vậy. Chetana là ít dục giới. Còn chetana này đi kèm với năm tâm sắc giới. Thì tạo nghiệp sinh về 16 cõi sắc giới. Năm tâm sắc giới là năm tầng thiền ấy. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Tầng thiền mà được chia sẻ chi tiết ra thì nó thành ngũ thiền, năm tầng thiền. Nhưng mà trong lúc thực hành thiền thì thường các thiền sư hay dạy thực hành vắn tắt, đó là tứ thiền, ví dụ là thiền hơi thở. Thì nó có năm thiền chi. Nếu mà một người hành chi tiết thì cứ loại bỏ từng thiền chi một. Loại bỏ thiền chi tầm thì nên nhị thiền, loại bỏ thiền chi tứ thì nên tam thiền, rồi thiền chi hỷ, thiền chi lạc, nên đến ngũ thiền mới hết. Nhưng mà trong lúc thực hành thì thường thường các thiền sư dạy là loại bỏ một lúc hai tầng thiền tầm và tứ để nên nhị thiền luôn, thì nó thành cái hệ thống tứ thiền. Nhưng mà trong cái pháp học để phân tích tâm thì người ta vẫn tính là năm tầng thiền. Thì Chetana đi kèm với năm tầng thiền sắc giới, tức là một người mà đang thực hành các cái pháp thiền định ấy, an trú, trong cái lúc mà an trú nhập định là lúc ấy là lúc đang tạo nghiệp. Trong cái lúc mình đang chú tâm vào hơi thở này là mình đang tạo nghiệp. Bất cứ lúc nào mình hướng tâm vào hơi thở là mình đang tạo nghiệp. Thì cái đấy là ý nghiệp. Và cái ý nghiệp đấy, cái lúc mà nó còn ở hơi thở thì nó chỉ là cái này, thiện dục giới. Cái lúc mà mình đang chú tâm ở hơi thở nhé, thì nó là thiện dục giới. Còn khi mà một người có ánh sáng, có nimitta rồi, chú tâm trên ánh sáng, thì lúc này nó là tâm sắc giới. Tâm sắc giới. Nhưng mà phải lúc này là cái ánh sáng nó phải rất là mạnh mẽ, vững chắc này. Mình phải vào được, vượt qua được định cận hành rồi. Cái lúc mà mới có ánh sáng thì nó vẫn còn là dục giới. Lúc mà mới ánh sáng nó chưa mạnh ấy. Còn khi nào mà nó vào được ánh sáng mạnh rồi, kể cả cái người có ánh sáng thỉnh thoảng ấy, cái người mà ánh sáng mà nó còn lúc mạnh, lúc yếu thì là lúc dục giới, lúc sắc giới. Còn lúc thì mình, cái lúc mà tâm mà yếu yếu thì nó ở cái tâm dục giới này. Cái lúc nào mà cái ánh sáng của mình rực rỡ mạnh mẽ mà mình để tâm và mình nhận biết mỗi một đối tượng là ánh sáng không, thì lúc đấy là cái tâm của mình đang tạo cái nghiệp này, nghiệp sắc giới này. Thì đi kèm với, thì mình ở sơ thiền thì mình tạo cái tâm thiện về sắc giới sơ thiền, nên nhị thiền thì nó tạo nghiệp nhị thiền, nên tam thiền, nên tứ thiền, nên đến ngũ thiền. Cứ mình cứ chú tâm ở tầng thiền nào thì là nó đang tạo cái nghiệp của cái cõi sắc giới, thì mình sẽ sinh về một trong 16 cái cõi này. Đấy là tạo cái nghiệp đấy, 16 cái cõi phạm thiên sắc giới. Với cái người mà đã đắc được thiền rồi ấy, thì lúc chết nên chú tâm vào thiền. Kể cả cái người mà chưa đắc được sơ thiền thì nếu lúc chết chú tâm vào hơi thở, chú tâm vào hơi thở, thì lúc đấy là mình sẽ sinh về 6 cõi trời dục giới hoặc cõi người. Chỉ cần mình chú tâm vào hơi thở ấy, mình sẽ sinh về 6 cõi trời dục giới hoặc cõi người. Còn nếu mình có nimitta rồi, mình chú tâm vào nimitta rồi mình sẽ sinh về 1 trong 16 cõi sắc giới này. Còn chetana này, chetana đi kèm với
năm tâm vô sắc. Thì đang tạo nghiệp sinh về bốn cõi vô sắc. Đi kèm với bốn tâm vô sắc, tức là cái người đấy an trú ở cái tâm hư không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì cái người đấy đang tạo cái nghiệp sinh về bốn cái cõi hư không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ này. Trong cái lúc mình đang hành động, luôn luôn có cái tâm này nó đốc thúc, luôn luôn có cái tâm này nó đốc thúc. Cái tâm này trong bất cứ mình hành động, một cái sát na hành động nào, thì cái tâm tư này nó cứ đốc thúc cái lúc đấy. Cái lúc nào cái tâm tư này nó dừng lại là lúc đấy mình dừng lại. Lúc nào mình xả thiền là cái tâm tư này nó dừng lại, không có hành động được. Lúc mà mình tạo những cái nghiệp bất thiện vậy, mình sân, mình đi đánh gây sự với người khác vậy, cái tâm này đốc thúc, nó làm cho mình cứ sân hoài. Đến lúc nào mình dừng lại, tức là cái tâm này nó dừng lại, lúc ấy mình dừng lại. Còn tạo cái nghiệp thiện vậy, nghiệp ác cũng vậy, là cái tâm tư này nó cứ lúc nào nó còn khởi lên thì lúc ấy mình còn hành động. Cái tâm tư này lúc nào nó dừng lại, lúc ấy mình dừng lại, nó không đốc thúc mình nữa, nó không thúc giục mình làm nữa, thì lúc ấy thôi. Chetana đi kèm bốn tâm siêu thế, thì siêu thế thì tạo nghiệp siêu tam giới. Thì tất cả những cái tâm này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này, nó gọi này là những cái tâm hiệp thế. Đây là tất cả những cái tâm này này. Đây là cái tâm hiệp thế. Tất cả những cái nghiệp này là nghiệp thế gian. Mình đang hành động, tất cả những cái nghiệp này là mình đang tạo những cái pháp hữu vi ở thế gian hết. Cái pháp này nó còn trong sinh tử. Chỉ khi nào mình tạo được cái nghiệp siêu thế kia thì lúc đấy mình mới thoát ra khỏi cái pháp thế gian, thoát ra khỏi tam giới, tạo nghiệp. Bốn tâm siêu thế là bốn tâm đạo. Bốn tâm siêu thế, bốn tâm đạo. Bốn cái tâm đạo này có nghĩa là những cái tâm mà nó diệt trừ phiền não. Những cái tâm này nó là tâm thiện. Tâm thiện nó có cái tác dụng là diệt trừ phiền não, nên nó sinh ra bốn tâm quả, bốn tâm đạo này. Ví dụ tâm sơ đạo, tâm sơ đạo thì nó diệt trừ cái gì? Diệt cái gì? Diệt hoài nghi, giới cấm thủ đây. Nghi, giới cấm thủ. Tâm nhị đạo thì nó làm cho suy yếu tham sân si, làm cho suy yếu tham sân si. Và tâm tam đạo thì nó diệt được
tham dục sân, ái dục sân, tất cả những cái tham dục và tâm sân, tâm tứ đạ, thì nó diệt hết phiền não, diệt sạch phiền não, sạch hết phiền não. Hết phiền não ngủ ngầm, tất cả các phiền não ngủ ngầm trong tâm thì nó diệt được hết. Cho nên nó tạo ra bốn cái tâm quả, tâm quả dự niu, tâm quả nhất lai, tâm quả bất lai và tâm quả A-la-hán. Khi nào mình có cái sự hướng tâm đến sự đoạn trừ các phiền não bằng cách thực hành minh sát tuệ thì lúc đấy mình mới tạo được cái nghiệp siêu thế, tạo được cái nghiệp siêu tam giới. Thì mình có thể tạo được cái nghiệp siêu thế và mình có thể có cái thành quả, cái kết quả đó là siêu tam giới, thoát ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này. Còn tất cả những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện ở trong thế gian thì nó vẫn là cái nghiệp, là cái pháp hữu vi, là cái pháp ở trong sinh tử. Chỉ khi nào mình phát triển được trí tuệ đoạn trừ phiền não thì mình mới thoát được sinh tử. Vậy thì nghiệp, nó có nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và cái nghiệp vô ký. Vậy thì nghiệp, ví dụ bây giờ cái tâm của một vị A-la-hán thì không còn tâm tham, không còn tâm sân, không còn tâm si, và vị đấy có thể làm những cái nghiệp thiện, nó cũng không tạo thành nghiệp, thành cái quả thiện nữa, làm không còn tạo cái nghiệp bất thiện nữa. Mà một vị A-la-hán thì lúc ấy cái tâm nó đi kèm với cái tâm tư tâm sở, nó đi với một cái tâm của một vị A-la-hán thì nó trở thành cái nghiệp vô ký, nghiệp không thiện không ác. Vậy thì nó chỉ có ba loại nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp vô ký mà thôi. Vậy thì nghiệp thiện, nghiệp thiện đó là tư tâm sở, nó đi kèm với 12 tâm nghiệp thiện này. Nghiệp thiện là Chetana đi kèm với 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm dục giới. Dục giới 4 tâm, 5 tâm sắc giới, 4 vô sắc giới, 4 tâm siêu thế. Đấy là nghiệp thiện. Còn nghiệp ác, Chetana Chetana này, nghiệp ác này, đi kèm với 8 tâm tham,
hai tâm sân và hai tâm si, thì nó tạo thành cái nghiệp ác. Thì bây giờ cũng có những cái lúc mà mình làm một cái nghiệp mà mình không cố ý, cho nên là thì nó không có tạo thành nghiệp ác. Còn khi nào mình cố ý thì nó mới tạo thành nghiệp. Cho nên là lúc nào nó cũng phải thằng Chetana này là tâm sở tư cố ý. Vậy thì cứ lúc nào có sự cố ý thì nó mới tạo thành nghiệp. Nhưng mà cố ý, có những lúc mình cố ý mạnh, có lúc mình cố ý nó nhẹ, có những lúc mình chỉ hơi hơi cố ý, mà có lúc mình cố ý rất là mãnh liệt. Vậy thì cái sự cố ý này, cái nghiệp nặng hay nhẹ nó do cố ý này nó quyết định. Có lúc mình khởi cái tâm sân, nhưng mà cái tâm sân của mình nó vừa vừa đấy, nó phảng phất, thì là cái lúc đấy là cái sự cố tâm của mình nó ít, nó vừa phải, nhẹ nhàng. Nhưng có lúc mình khởi tâm sân nên mà cái tâm sân của mình nó rất là mạnh mẽ, thì đấy là cái lúc mà cái tâm cố ý của mình nó mạnh. Và khi mà mình đã khởi cái tâm sân mạnh mà mình phát ra lời nói nào thì lời nói đó cũng rất là độc hại, mà mình có cái hành động nào thì cái hành động đấy cũng rất là nguy hiểm, rất là có thể tạo nên những cái hậu quả rất là tai hại. Thì nó đều là do cái sự cố ý của mình. Cố ý nó có cái mức độ nó cao thấp của cái sự cố ý đấy. Thì cái sự tạo nghiệp cũng vậy, mình mà tạo nghiệp với một cái tâm cố ý mạnh thì nó tạo ra cái nghiệp mạnh. Cái tâm cố ý đấy nó đi với một cái tâm thiện thì nó tạo ra một cái nghiệp mạnh rất thiện. Một cái nghiệp thiện mà rất là mạnh mẽ thì nó sẽ trổ cái quả, nó cũng rất là trổ một cái quả cũng rất là mạnh và trổ một cái quả rất là lớn. Như là bây giờ cũng cùng là hai người đi làm một cái thiện nghiệp, hai người này cùng cùng lễ Phật, hai người này cùng cung kính Phật, cùng cúng dường. Nhưng mà trong cái tâm của hai người này nó có cái mức độ thấp hay là cao nó khác nhau. Tức là cái tâm Chetana này nó khác nhau. Cho nên nó sẽ tạo thành cái nghiệp quả khác nhau. Ví dụ hai người cùng làm một cái nghiệp, cùng làm những cái hành động rất là giống nhau, nhưng mà khi chết chưa chắc đã sinh về cùng một cõi. Tức là có thể là hai người cùng làm một cái nghiệp đấy, suốt đời cùng làm một cái nghiệp đấy, nhưng mà khi chết mỗi người sẽ sinh về một cõi. Nhưng mà bây giờ có hai cái người mà suốt đời họ làm cái nghề giết mổ, đấy là tạo một cái nghiệp bất thiện. Nhưng mà có khi một người chết thì đọa xuống địa ngục, một người chết thì có khi vẫn sinh lại làm người, hoặc là sinh làm súc sinh thôi. Bởi vì cái tâm cố ý của hai người khác nhau. Có cái người có ác ý lớn thì đọa vào cái cõi khổ lâu dài, có người cái ác ý nhỏ thì đọa vào cái cõi khổ cũng trong một cái thời gian ngắn là sẽ hết. Cho nên là cố ý tạo ra cái nghiệp nặng hay là tạo ra nghiệp nhẹ đều là do cái cố ý của mình nó tạo ra thành nghiệp. Cho nên là luôn luôn nói cái sự cố ý. Cho nên là ở trong cái phần chín giới mà con phải cố ý đấy. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sinh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Đấy là những cái thiện nghiệp về giữ giới. Còn những cái thiện nghiệp về phạm giới thì lúc đấy là ta cố ý sát sinh. Không có một cái hành động sát sinh mà khi mà mình không có cố ý. Còn nếu mà mình không có cố ý, ví dụ người đi đường chẳng ai có cố ý tông xe chết người khác, nhưng nó là vô ý, chẳng may nó xảy ra, thì cái đấy nó có thể là quả của nghiệp ở trong quá khứ mình phải trả. Nhưng mà người đó không cố ý thì người đó không có tạo thành cái nghiệp. Dù nó có thể là xảy ra những cái chuyện chết người, nhưng người đó không cố ý, không cố ý muốn tông chết người khác, người đó không có cái nghiệp là phải đọa vào cõi khổ vì cái sự gây ra cái sự chết người. Không cố ý, không có cái tạo nghiệp. Nhưng mà người nào mà có cố ý giết một con muỗi, mình sẽ tạo nghiệp. Cố ý giết chết một con kiến, mình cũng tạo nghiệp. Đấy, nó là cái tâm của mình nó tạo nghiệp. Thì cái lúc đấy cái tâm bất thiện nó khởi lên thì mình phải hành động mà.
Còn cái kia nó là vô ý, nó tự động nó xảy ra, nên là nó không tạo thành cái nghiệp và mình không chịu quả báo. Còn mình đã cố ý là nó sẽ có quả báo. Đó là hành động cố ý. Bây giờ dẫn chứng trong kinh về Đức Phật dạy về nghiệp ấy. Dẫn chứng về nghiệp và quả của nghiệp trong kinh. Dẫn chứng kinh. Kinh. Tiểu nghiệp phân biệt. Kinh Trung Bộ 130 năm. Trong cái bài kinh này, Đức Phật dạy về cái nghiệp và quả của nghiệp rất là chi tiết. Đầu tiên là tích truyện của Subha. Trong cái bài kinh Tiểu nghiệp phân biệt, kinh Trung Bộ 130 năm này, đầu tiên là liên quan đến một cái người con trai của một vị Bà La Môn. Thì cái vị này là một cái vị gia chủ, nhà rất là giàu, con trai của ông Phú Hộ. Ông Phú Hộ này tức là một cái nhà giàu có, tên là ông Phú Hộ này tên là con trai của Phú Hộ Tô Đê Gia, con trai Phú Hộ này Tô Đê Gia. Khi mà ông Phú Hộ này ông ấy chết đi thì có cái người con trai thừa hưởng cái tài sản của ông và nhà rất là giàu có. Nhưng mà cái ông Phú Hộ Tô Đê Gia này là một cái người rất là keo kẹt và bỏn xẻn. Mặc dù có rất là nhiều của cải nhưng mà không bao giờ biết làm cái việc phước thiện gì hết. Thế rồi ông ấy, khi mà ông chết thì ông sinh làm con chó ngay ở trong cái nhà. Và cái người con trai ấy, là cái người con trai của ông ấy là chàng thanh niên Subha này, nó rất cưng chiều và yêu quý cái con chó này. Không biết nó có cái nhân duyên gì mà ngày nào cũng phải chăm sóc, ăn uống thật là ngon, hay là cho nó nằm ngủ ở trên giường, rồi là chăm sóc chải chuốt con chó này, cưng chiều con chó này hết mực. Thế rồi một lần Đức Phật dùng cái Phật nhãn quan sát, biết được cái nhân duyên của cái câu chuyện của cái ông này, của cha con này, và quyết định và Đức Phật sẽ muốn hóa độ cái người con trai Subha này. Và Đức Phật một lần với trong cái lần đi khất thực ấy, đến trước cửa nhà của Subha, ôm bình bát đứng im lặng ở trước cửa để khất thực, để xin vật thực. Thì lúc đấy mà trong cái lúc đang chờ đợi người nhà mang vật thực ra thì con chó này nó sổ ra, nó sủa Đức Phật. Thì lúc ấy Đức Phật mới nói này Tô Đê Gia, ngươi không nhớ được cái thân phận của mình à, trước kia ngươi là chủ nhà này mà bây giờ phải làm con chó. Hết kiếp này ngươi chết đi còn phải đọa vào địa ngục A Tỳ nữa. Và khi mà con chó nó nghe Đức Phật nói như thế thì lúc đấy cũng nhờ cái năng lực của Đức Phật gì đó, nó nhớ lại được cái kiếp trước của nó. Nó là một cái bố của cái vị chủ nhà này, là chủ cái ngôi nhà này, và bây giờ phải làm thân chó. Và Đức Phật nói là sau khi mà chết cái thân chó này còn phải đọa địa ngục nữa. Cho nên con chó nó rất là buồn, nó vào trong nhà nó nằm. Và khi mà cái người con trai là cái người ông Subha này đi làm về thì mọi ngày thì thấy con chó nó mới ra nó mừng, mà hôm nay thì nó không ra nó mừng. Mà mọi ngày thì con chó này nó nằm ở trên giường, trên chăn đệm, mà hôm nay thì nó chui vào một cái xó bếp, nó nằm ở trong đống tro. Và ông này ông nhìn thấy vậy thì ông rất là buồn phiền, bực bội. Ông mới hỏi tại sao hôm nay con chó nó lại buồn phiền mà nó không có vui mừng như mọi ngày. Thế là người nhà mới nói là từ khi mà Đức Phật ấy, có Sa Môn, Cồ Đàm, Gotama đến đây khất thực và nói cái câu rằng này Tô Đê Gia, ngươi không nhớ được cái thân phận của mình
mà bây giờ lại còn sủa như nai. Đến lúc chết ngươi còn phải đọa vào địa ngục nữa. Và từ cái lúc đấy thì con chó này nó mới vào trong trong cái xó bếp nó nằm. Thế là lúc này cái người con trai này rất là tức bực, bảo là tại sao lại lấy cái tên của cha ta ra để gọi cho con chó này. Lúc này có Samon Gotama, Đức Phật này rất là coi thường ta quá. Thế là vị này mới đến tận Tịnh Xá hỏi Đức Phật là tại sao ngài lại gọi con chó là tên cha của tôi và làm cho con chó nó buồn, nó không ăn cơm. Thì Đức Phật mới nói con chó nó chính là cha của ngươi. Khi mình chết do cái tâm bọn trẻ nó phải đọa làm chó. Thế là cái ông này bảo thế thì bây giờ ngài nói thế thì ngài phải có cái gì đó làm chứng. Nếu không thì ngài phải chịu trách nhiệm vì đã xúc phạm. Thì Đức Phật mới nói rằng là khi mà cha ngươi chết có để lại rất nhiều của cải tài sản, có đúng không? Bảo đúng. Và những cái của cải tài sản đó bây giờ trong gia đình nhà ngươi không tìm thấy, có đúng không? Mà đúng. Thế bây giờ ngươi bây giờ muốn tìm thấy những cái của cải tài sản đấy thì hãy cho con chó ăn thật ngon, đưa nó lên trên giường nằm, rồi ngươi hãy nằm ở bên rồi vuốt ve nó rồi hỏi này cha thân, cha đã để của cải ở đâu. Nếu mà cứ ngươi cứ rỉ non mà nói như thế rồi nó sẽ chỉ chỗ cho ngươi. Và cái ông này ông làm đúng như thế, về nhà cho ăn ngon, đem lên giường vuốt ve, rồi cứ cha thân, cha để vàng ở đâu, cha để vàng ở đâu, nói mãi cuối cùng con chó nó ngậm ngùi đứng lên và nó chạy lại cái chỗ chôn vàng ấy, lấy chân nó bơi bới đó. Thì người con trai này cũng làm y như thế và đào lên được những cái chum vàng mà do người cha đã cất ở đấy. Thì cái lúc này cái ông Suba này ông mới tin rằng là đúng là con chó này là cha ta. Và lúc này ông mới đến tìm Đức Phật và xin Đức Phật quy y để trở thành đệ tử. Khi mà đã quy y rồi thì ông mới hỏi Đức Phật những cái câu hỏi. Và Suba đến hỏi Đức Phật. Hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn, tại sao ở trên đời này lại có người chết non? Tại sao trên đời có người có người chết sớm, người sống lâu, có người nhiều bệnh, người ít bệnh, tại sao có người đẹp, có người xấu, tại sao có người có nhiều quyền, người có nhiều quyền lực, quyền lực, người có ít quyền lực, tại sao trên đời có người giàu và có người nghèo, tại sao trên đời này có người cao thượng, cao quý, có người thấp hèn, tại sao có người thông minh, có người lại ngu dốt. Đây là ông Suba ông hỏi Đức Phật bằng này câu hỏi.
Thế lúc này Đức Phật mới bảo rằng, mới nói rằng, này Suba, ta, tức là tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Là chủ nhân của nghiệp. Là người. Là chủ nhân của nghiệp. Là người thừa tự của nghiệp. Tự của nghiệp. Nghiệp là người tạo ra, là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Nghiệp là quyến thuộc. Tức là cái người đó là cái người sinh ra, tự mình tạo ra nghiệp. Tức là thai tạng có nghĩa là tự mình tạo ra, sinh ra cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện là do mình tạo ra, gọi là thai tạng. Nghiệp là quyến thuộc, nên nó sẽ đi theo mình hết đời này sang đời khác. Cho nên Đức Phật mới gọi là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là người thừa tự của nghiệp. Tức là tự mình tạo ra nghiệp, rồi mình thừa hưởng cái nghiệp đấy. Để nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, tự mình sinh ra nghiệp và cái nghiệp nó sẽ đi theo mình. Chính nghiệp tạo ra sự sai biệt giữa chúng sinh. Chính nghiệp tạo ra sự sai biệt. Sự sai biệt của chúng sinh. Thì Đức Phật thì nói một cái câu nó rất là ngắn gọn và rất là vắn tắt. Tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp. Chính nghiệp tạo ra sự sai biệt của chúng sinh. Thế cái người mà không có cái sự hiểu biết về nghiệp ấy, thì người ta sẽ đổ lỗi cho số phận. Và cái số phận của mình sinh ra, cái số phận của mình đen tối, hẩm hiu, tệ bạc. Nên là bây giờ mình gặp toàn những cái chuyện bất hạnh. Còn cái số phận của người ta là may mắn, hạnh phúc. Số phận của họ ấy là cái số phận phú quý gì đó, thì nó mới được hưởng những cái cao thượng này. Thì hoặc là có những cái người ta quan niệm rằng là đó là do sự sắp đặt của những cái đấng thần linh, chính thần linh ban cho ai được hạnh phúc thì người đó được hạnh phúc, ban cho ai chịu khổ đau thì người đó chịu khổ đau. Hoặc là người ta đổ vạ cho cái chuyện là cái người nào mà có đức tin, biết tôn thờ, hay là những cái chuyện may rủi, người ta cứ đổ vạ cho những cái điềm lành, cho những cái sự may rủi khác nhau. Hoặc là người ta đổ vạ cho những cái người thân bằng quyến thuộc không giúp đỡ, không ủng hộ. Người ta có thể đổ vạ cho rất nhiều thứ, nhưng mà với cái con mắt trí tuệ của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng là chúng sinh, kẻ hạ liệt, người cao thượng, kẻ đẹp đẽ, người thô xấu, kẻ may mắn, người bất hạnh, tất cả đều là do cái hành động tạo nghiệp của mỗi chúng sinh, nên là tạo ra cái sự sai biệt, khác biệt của chúng sinh trên cái thế gian này. Thế gian có mỗi cái chúng sinh có một cái cuộc sống khác nhau. Nguyên nhân của cái sự sai biệt đấy là do những cái hành động tạo nghiệp khác nhau. Thì lúc này ông Suba mà Đức Thế Tôn nói vắn tắt quá và con không hiểu được.
ý nghĩa của cái lời nói này. Vậy mong Đức Thế Tôn hãy giải thích một cách chi tiết hơn. Thì lúc đấy Đức Phật đã giải thích một cách chi tiết như thế này. Vậy, cái một đó là người đầu tiên là cái người chết sớm. Cái người mà chịu cái quả báo chết sớm ấy, thì Đức Phật ở đời có người đàn ông hay người đàn bà nào? Có người đàn ông hay đàn bà? Người đàn ông hay đàn bà nào mà có cái tâm sát hại chúng sinh? Đàn ông, đàn bà nào sát hại mạng sống của chúng sinh? Với tâm tàn nhẫn, tức là người nó có ác ý sát hại chúng sinh mới tạo nghiệp. Với tâm tàn nhẫn, bàn tay đẫm máu, hăng say hát, bàn tay đẫm máu, hăng say sát hại. Hăng say sát hại, không có lòng thương xót đến tất cả chúng sinh còn khổ, đến tất cả chúng sinh cùng khổ. Hăng say sát hại, không có lòng thương xót đến tất cả chúng sinh cùng khổ. Sau khi người ấy chết, sau khi người ấy chết, do kết quả của nghiệp sát hại chúng sinh, sau khi người ấy chết, do kết quả của nghiệp sát hại chúng sinh mà phải bị đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh Atula. Mà phải bị đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh Atula. Còn nếu nghiệp sát hại chúng sinh ấy không có cơ hội trổ quả, đôi khi cái nghiệp sát hại chúng sinh đến lúc chết vị đó lại nghĩ được đến một cái thiện nghiệp nào đấy, thì cái nghiệp sát hại chúng sinh nó không có cơ hội trổ quả vào lúc chết. Còn nếu nghiệp sát hại chúng sinh đấy không có cơ hội trổ quả, mà do kết quả của một nghiệp thiện khác đã làm, mà do kết quả của một nghiệp thiện khác đã làm, vị ấy được sinh làm người. Vị ấy được sinh làm người, thì người đó sẽ là người chết sớm. Thường thường là những cái người mà làm nghiệp ác như sát sinh, giết hại chúng sinh, không có cái lòng thương xót chúng sinh, với một cái tâm ác ý, một cái, thì sau khi người đấy chết thường là phải đọa vào các cái cõi khổ như địa ngục ngã quỷ súc sinh Atula.
Nhưng mà cũng có một số trường hợp mặc dù có sát sinh chúng, có những cái tâm sát hại chúng sinh đấy, nhưng đến lúc chết cái nghiệp sát hại chúng sinh nó không trổ quả vào cái nghiệp cận tử, mà do cái lúc, có thể là do lúc còn trẻ cái nghiệp đó vị đó sát sinh, nhưng mà về già vị đó lại biết làm việc thiện, và đến lúc chết thì cái việc thiện ấy nó trổ quả, thì vị đó sẽ được sinh làm người. Nhưng sinh làm người rồi thì cái nghiệp sát sinh kia nó sẽ trổ quả và nó sẽ làm cho vị đó trở thành một cái người chết sớm. Thế nên là trên đời này có người thì chết sớm, mà có người thì sống lâu, là như vậy. Còn thứ hai là người sống lâu. Thì ở đời thì Đức Phật cũng dạy cái người sống lâu này, ở đời có người đàn ông hay đàn bà nào không sát hại mạng sống của chúng sinh, không sát hại mạng sống của chúng sinh. Tránh xa sát sinh, từ bỏ khí giới. Tránh xa sát sinh, từ bỏ khí giới. Tránh xa sát hại chúng sinh, từ bỏ khí giới. Có tâm hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Có lòng thương xót chúng sinh cùng khổ. Có lòng thương xót tất cả chúng sinh cùng khổ. Có tâm từ bi tế độ chúng sinh. Có lòng thương xót tất cả chúng sinh cùng khổ. Có tâm từ bi tế độ chúng sinh. Sau khi người ấy chết, do kết quả của nghiệp không sát sinh. Người ấy được sinh về các cõi trời dục giới. Người ấy được sinh về các cõi trời dục giới. Nếu nghiệp không sát hại chúng sinh, không đủ sinh về các cõi trời dục giới. Nếu nghiệp không sát sinh ấy không đủ sinh về cõi trời dục giới, thì vị ấy sinh trở lại làm người. Và làm người sống lâu. Sinh trở lại làm người thì người ấy là người sống lâu. Đó là cái nghiệp của người được người khác chúc thọ, mừng thọ. Còn cái người chưa kịp mừng thọ đã ra đi là người sát sinh nhiều. Bây giờ đến ba là người xấu, người nhiều bệnh. Người nhiều bệnh này thì Đức Phật cũng dạy là ở đời có người đàn ông hay đàn bà nào mà đánh đập chúng sinh, hành hạ chúng sinh bằng gậy gộc khí giới. Hành hạ chúng sinh bằng gậy gộc khí giới.
Thì sau khi người ấy chết, do cái kết quả của nghiệp đánh đập hành hạ chúng sinh ấy, nên phải đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh Atuna. Nếu nghiệp đánh đập hành hạ chúng sinh ấy không trổ quả, không có cơ hội trổ quả, mà do một nghiệp thiện khác, mà do kết quả của nghiệp thiện khác, vị ấy được sinh trở lại làm người. Nếu nghiệp đánh đập hành hạ chúng sinh ấy không có cơ hội trổ quả, mà do kết quả của một nghiệp thiện khác, vị ấy được sinh trở lại làm người, thì là người có nhiều tật bệnh. Còn cái người mà không có tật bận nhé, đó là tạo cái nghiệp không đánh đập chúng sinh, không hành hạ chúng sinh, không có gây cái sự đau khổ cho chúng sinh, thì cái người đấy sau khi chết thì do cái kết quả của cái thiện nghiệp không hành hạ đánh đập chúng sinh đấy đáng được sinh về các cõi trời dục giới. Nhưng nếu nó không đủ khả năng sinh về cõi trời dục giới thì nó sinh lại làm người. Và khi sinh trở lại làm người thì là cái người không có tật bệnh. Đó. Là không đánh đập chúng sinh. Năm là người xấu. Ở đời có người đàn ông hay đàn bà nào có tâm nóng giận, có tâm nóng giận, thường căm tức nhiều, người nào hay căm tức nhiều, khi có người khác xúc phạm, khi có người khác xúc phạm dù một chút cũng sinh tâm tức giận. Cũng sân hận căm thù, giận dữ gây tai hại. Hành động tàn ác, biểu nộ tính hung ác. Thì cái người xấu xí là cái người mà có cái tính nóng giận, tức giận. Hơi người khác xúc phạm một chút xíu cũng nóng giận, tức giận. Có cái biểu lộ của cái sự tức giận hay nóng giận đấy thì sau khi chết là do cái nghiệp của cái sự tức giận, nóng giận ấy, người ấy phải bị đọa vào các cõi khổ địa ngục ngã quỷ súc sinh Atuna. Còn nếu cái nghiệp nóng giận lúc chết nó không trổ quả và người đó nhờ một nghiệp thiện khác được sinh trở lại làm người thì đó là một người xấu. Vậy thì cái người nào mà có cái tâm nóng giận thì người đó sẽ tạo cái nghiệp trở thành người xấu. Người đẹp. Là cái người không nóng giận, có tâm mát mẻ. Có tâm mát mẻ, có tâm từ bi, có cái tâm từ, tâm hoan hỷ, có cái tâm hiền lành hoan hỷ.
hiền hoan hỷ hiền thiện, không có không hận không sân, không hận không sân đối với tất cả chúng sinh. Thì cái người đấy sau khi chết, do kết quả của cái tâm không nóng giận ấy, được sinh về các cõi trời. Nhưng nếu như không đủ cái thiện nghiệp ấy, nó không đủ sinh về cõi trời, thì nó sinh trở lại làm người. Và nó là một cái người, là một cái người, người người là một cái người có dung sắc khả ái, đó là cái người đẹp. Thì bây giờ có người làm một cái nghiệp thiện, trong cái lúc làm nghiệp thiện đấy xong, lại khởi lên một cái tâm, một cái tâm, một cái tâm nóng giận. Thì ví dụ bây giờ bố thí cho một cái người nào đấy, thì lúc đấy là làm việc một cái nghiệp thiện, nhưng mà xong rồi mình khởi một cái tâm tức giận với người đấy, thì kết quả nó sinh ra đời sau trở thành một cái người giàu có do kết quả của nghiệp bố thí, nhưng lại là một người xấu xí do kết quả của cái tâm nóng giận. Cũng có một cái hạng người thì vừa làm bố thí nhưng mà lại vừa có cái tâm hoan hỷ, thì kết quả của cái nghiệp bố thí là sinh lại là một cái người giàu có cái tâm hoan hỷ, trở thành một cái người người có cái dung sắc khả ái, một cái người xinh đẹp. Cũng có người thì không biết làm việc thiện, lại cũng không có cái tâm từ, thì nó trở thành một cái người đã nghèo khổ, lại còn có cái dung sắc không khả ái. Đó là cái người đẹp và người xấu, người giàu, người nghèo, người nghèo. Là ở đời có những cái người không biết bố thí, không biết bố thí. Có người của cái không biết bố thí cơm nước vật thực. Xe cộ, hoa, vật thơm, vật xoa, chỗ ở, đến Sa Môn Bà La Môn. Một người mà không biết bố thí, không biết làm những cái việc bố thí, những cái vật dụng, những cái vật dụng. Đây là những cái vật dụng mà Đức Phật nói ấy, chủ yếu tức là cúng dường đến những bậc có giới đức, thì nó tạo ra một cái thiện nghiệp lớn, một cái thiện nghiệp lớn. Tức là nếu mình cũng là một cái vật bố thí cúng dường đấy, nhưng mà dù là cái vật lớn mà mình bố thí đến một cái người mà cái giới đức kém, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp nó cũng kém, nó trổ cái quả. Nhưng mà dù là biết bố thí hay là làm những cái việc thiện đấy, dù là cái vật nó rất là nhỏ, nhưng mà cái đối tượng là những cái người nhận là những cái người có giới đức. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh vào là những cái bậc thọ thí là những bậc Sa Môn Bà La Môn. Những bậc Sa Môn Bà La Môn là những cái bậc mà có đức hạnh cao, cao thượng. Thì những cái vật mình bố thí nó rất là đơn giản, nó là những cái vật thực cơm nước hàng ngày. Nên là theo cái truyền thống của các cái vị tu hành khổ hạnh là đi khất thực ăn, xin ăn hàng ngày, xin thức ăn, xin y phục, xin những cái vật dụng bình thường hàng ngày. Thì những cái vị đấy là cái phước điền, đây gọi là bố thí cơm nước vật thực đến Sa Môn Bà La Môn.
Thì cái người đấy sau khi chết thì đáng sinh về các cõi trời dục giới, nhưng mà cái nghiệp đấy nó không trổ quả để sinh về cõi trời dục giới, thì vị đó sinh trở lại làm người và là người giàu có. Vậy thì cái người nghèo cũng thế, người nghèo là cái người không biết bố thí. Người nghèo là cái người không có bố thí, không bố thí cơm nước, vật thực, xe cộ, hoa và thơm, vật xoa chỗ ở đến sa môn bà la môn vân vân, thì người đó sinh ra trở thành người nghèo. Người có ít quyền lực, người ít quyền lực. Cái người có những cái người thì có ít quyền lực và có người thì có nhiều quyền lực. Thì cái người mà có ít quyền lực ấy, sinh ra thì mình luôn luôn bị nắm tay sai, luôn luôn bị người khác bắt nạt, luôn luôn bị chèn ép, luôn sống luôn luôn bị cảm thấy không được thỏa mãn, luôn luôn cảm thấy nó khó khăn trong cuộc sống. Thì cái người này nó tạo cái nghiệp đó là cái tạo cái nghiệp này gọi là cái nghiệp ganh tị. Ở đời có người nào hay có cái tâm ganh tị? Có tâm ganh tị. Có tâm ganh tị. Ganh tị tật đố ganh ghét này. Thấy ai người ta thành công cái gì cũng ganh tị tật đố ganh ghét. Tỏ ra ganh tị, sinh tâm ganh tị. Thì ganh tị cái gì? Nó ganh tị với những cái lợi ích của người khác, với cái sự thành tựu của người khác, với sự thành tựu của người khác. Cái sự thành tựu về lợi lộc, về lễ vật. Thì mình thấy người ta có cái sự thành tựu về người ta làm ăn được, có lợi ích. Mình thấy người ta giàu có chẳng hạn, mình ganh tị. Thấy người ta thành đạt bất cứ cái gì đó, ganh tị. Về lễ lợi lộc, lễ vật. Hay là thấy người ta được cung kính, cúng dường. Thấy người ta nổi tiếng thì mình sẽ ganh tị. Thấy người ta thành công, tức là ganh tị bất cứ cái gì về sự thành công của người khác, thì cái người đấy sẽ tạo cái nhân đó là khi chết có thể đọa vào các cõi khổ. Còn nếu mà không đọa vào cõi khổ mà sinh trở lại làm người thì là người có ít quyền lực. Còn hạng người thứ 10, người có nhiều quyền lực. Thì là người không có tâm ganh tị, chỉ khác lại thế thôi. Không ganh tị, không ganh tị, không tật đố, không ghen ghét, mà còn có cái tâm tùy hỷ, có cái tâm hoan hỷ đối với sự thành tựu của người khác. Mình thấy người khác thành tựu được cái gì mà mình hoan hỷ, thấy người khác làm được cái việc tốt mình cũng tùy hỷ theo. Thì cái người mà có cái tâm tùy hỷ đấy thì dù mình mà có không làm ấy, mà mình thấy người khác làm việc tốt mà mình chỉ cần tùy hỷ theo, mình cũng sẽ tạo được cái phước tùy hỷ. Cái phước tùy hỷ nó cũng là một cái phước cao quý, một cái phước cao thượng, và nó sẽ làm cho mình
tạo ra được nhiều cái quyền lực. Người có nhiều quyền lực thì chỉ khác lại là không có ganh tị, không tật đố, không ghen ghét. Người một người thấp hèn, thì có người sinh ra ở trong một cái gia đình cao quý, mà nhất là cái thời Đức Phật thì ở bên Ấn Độ chia ra thành các cái đẳng cấp khác nhau. Có là cao nhất trong xã hội là giai cấp Bà La Môn, rồi giai cấp thứ hai là vua chúa Sát Đế Nị, giai cấp thứ ba là bình dân, là cái giai, và cái giai cấp thứ tư là cái giai cấp nô lệ. Bốn cái giai cấp đấy. Thì cái người nào mà sinh vào cái giai cấp nô lệ ấy, thì là cái giai cấp cực khổ, bị ba cái giai cấp ở trên người ta chèn ép, và cái người đó sống rất là khổ. Thì cái thời đấy Đức Phật căn cứ vào cái xã hội như vậy, Đức Phật mới nói rằng có những cái người sinh ra, người ta đã sinh ra ở trong cái giai cấp cao thượng này, như là sinh ra trong cái giai cấp Bà La Môn thì nó có là giai cấp trí thức được cung kính. Giai cấp Sát Đế Nị là cái giai cấp thứ hai là vua chúa, sinh ra đã là con vua, con quan đấy, thì cũng được xã hội phải kính nể, cung kính rồi. Thì đó cũng là một người sinh ra ở trong một cái giai cấp cao quý và một cái người sinh ra ở cái giai cấp thấp hèn khác nhau. Thì cái người mà sinh ra ở cái giai cấp thấp hèn ấy, là cái người đã tạo những cái nghiệp, đó là người có tính ngã mạn. Ngã mạn. Khó dạy. Không biết đảnh lễ các bậc đáng đảnh lễ. Không biết cung kính các bậc đáng cung kính. Đó là những cái bậc đáng đảnh lễ, những bậc đáng cung kính như là Đức Phật. Ví dụ bây giờ có người, người ta gặp Đức Phật mà người ta phỉ báng, không có cung kính, không đảnh lễ. Giáo Pháp, nhưng khi mà một người nói Pháp mà người ta không cung kính, người ta không tin, không nghe theo. Chư Tăng, đấy, những cái người mà có giới đức cao thượng thì người ta lại không cung kính. Tất cả những bậc có giới đức, không biết cung kính, không đảnh lễ, không biết cung kính những bậc đáng đảnh lễ, những bậc đáng cung kính, những bậc có giới đức. Thì do kết quả của cái nghiệp mà không có cái tâm cung kính ấy, khi chết phải đọa vào các cõi khổ. Còn nếu như không phải đọa vào các cõi khổ thì vị ấy sinh làm người, là người sinh ra ở trong một cái dòng tộc, hay là sinh trong một cái gia đình thấp hèn. Đó là người cao thượng, người cao quý. Có người sinh ra ở trong một cái gia đình, một cái giai cấp cao quý, thì đó là cái người có cái tâm cung kính. Cung kính. Có cái lòng cung kính, những bậc đáng cung kính. Đảnh lễ những bậc đáng đảnh lễ. Những bậc có giới đức cao thượng. Những người có cái tâm cung kính, những bậc đáng cung kính như vậy, thì những người ấy sinh ra ở, là một cái người sinh ra ở trong giai cấp cao quý. Thì những cái bậc cái trong tất cả những cái bậc đáng cung kính nhất, những cái bậc đáng đảnh lễ nhất, thì không ai có cái giới đức cao thượng hơn Đức Phật. Thì Đức Phật là người có cái giới đức cao thượng nhất. Cho nên là đảnh lễ Đức Phật sẽ tạo ra được cái công đức lớn. Được cái công đức rất là lớn.
Đó là mình sẽ sinh ra ở trong những cái gia đình cao quý, những cái dòng tộc cao quý, trở thành những cái người cao quý, những người cao thượng. Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì đây đều là những cái bậc có giới đức, là những bậc cao quý. Vì vậy cho nên là cứ ở đâu mà có những cái hình tượng của Đức Phật, có những cái bảo tháp, có những cái nơi tôn thờ Phật, thì ở cái nơi đấy sẽ đem lại cái sự hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Chư thiên hoặc loài người thì cũng đến đảnh lễ ở những cái nơi mà tôn thờ Phật này. Các cái vị chư thiên người ta cũng đảnh lễ các nơi tôn thờ Phật. Trên cõi trời đao nợi người ta cũng tôn thờ, người ta cũng xây những cái bảo tháp, người ta tôn thờ cái răng của Đức Phật. Trên cái cõi trời Phạm Thiên Sắc Cứu Kính Thiên, cái cõi trời Phạm Thiên rất là cao, người ta cũng xây những cái bảo tháp bằng châu báu, người ta tôn thờ một cái răng của Đức Phật. Khi mà Đức Phật đi xuất gia, Đức Bồ Tát đi xuất gia, có một cái tấm y, cái tấm áo choàng cởi ra, thì lúc ấy cũng có một cái vị Phạm Thiên, thì mang cái y đấy về trên cái cõi Sắc Cứu Cánh, xây một cái bảo tháp bằng châu báu, vì đó thờ cái áo choàng đấy. Và khi mà Đức Phật cạo đầu, cắt tóc để đi xuất gia, thì lúc đó cũng có vị Phạm Thiên ở cõi Sắc Cứu Cánh, vị đó cũng xuống dùng cái, vị đó lấy cái mớ tóc của Đức Phật. Và cái, lúc đấy Đức Phật chưa có thành Phật thì chỉ gọi là Bồ Tát, và mang cái, cả một cái mớ tóc đấy về cái cõi Phạm Thiên và xây cái bảo tháp để tôn thờ. Và những cái vị đã, chư thiên Phạm Thiên người ta vẫn cung kính đảnh lễ Phật. Khi mà Đức Phật mà làm lễ trả tỳ xong thì các cái xá lợi được chia đều ra cho các cái quốc gia khác nhau. Thì lúc đấy có một cái ông Bà La Môn, ông Bà La Môn, ông ấy làm cái việc gọi là phân chia xá lợi Phật ấy. Ông nghĩ rằng ta chia xá lợi Phật, ta giờ ta cũng phải giấu đi một viên để ta xây ngôi tháp để mai mốt ta cúng Phật. Thì ông lúc đấy ông ấy lấy một cái răng xá lợi Phật, ông dắt lên trên cái đỉnh tóc ấy. Thì cái lúc đấy có chư thiên rất là đông ở đấy, và lúc đấy có vua trời Đế Thích nghĩ rằng cái vị Bà La Môn này có xây ngôi tháp thì cũng không xứng đáng, vị này thì cũng không có giàu có lắm, người ta sẽ mang cái viên xá lợi này về cõi trời, ta xây tháp, ta tôn thờ sẽ mang lại lợi ích cho nhiều chư thiên hơn. Thì vua Sakka, vua trời mới lại lấy cái viên xá lợi đấy mang lên cõi trời và xây cái ngôi bảo tháp. Và đấy cũng lúc đấy thì cũng có một cái vị Long Vương, vua ở cõi rồng, vua rồng ở cõi Long Vương, thì cũng biến thành một cái người, lúc ấy cũng dùng thần thông biến lại thành một người và đến xin một phần xá lợi. Vị đó cũng xin được một cái răng mang về cõi Long Cung và xây cái ngôi tháp để tôn thờ. Những tất cả những cái chúng sinh đấy cung kính đảnh lễ cái kim thân xá lợi của Phật đều tạo ra được cái thiện nghiệp, đều tạo ra được cái thiện nghiệp. Và bây giờ ở cái cõi người, rất là nhiều người có cái nhân để sinh lại làm người là do cái nhân cung kính. Có thể mình đã từng gặp Đức Phật và mình cung kính đảnh lễ Phật, và cái lúc đấy mình là một cái vị chư thiên, mình cung kính đảnh lễ Phật. Có những cái người thì mình đã từng cung kính đảnh lễ bảo tháp, có người thì mình cung kính đảnh lễ các vị xuất gia, tỳ kheo xuất gia, và nó tạo thành cái thiện nghiệp để sinh lại làm người, và hoặc là sinh trở lại làm các vị chư thiên. Có những người giờ có những vị chư thiên thì ở trên các cõi trời thì cũng là do cái tâm cung kính đảnh lễ Phật, đảnh lễ các bảo tháp, hoặc là đảnh lễ những người xuất gia tu hành có giới đức đều tạo được cái thiện nghiệp. Vậy cái người tạo được có cái tâm cung kính là cái người tạo ra được cái nhân sinh ra ở cái dòng, ở cái là một cái người sinh ra trong một cái gia đình, một cái dòng tộc cao quý, và người có ít trí tuệ. Hay là cái người ngu dốt ấy. Người có ít trí tuệ hay là cái người ngu dốt. Là người không có thân cận các bậc Sa Môn, Bà La Môn.
và không, tức là cái người mà gọi là cái bậc phi chân nhân, là cái bậc không có thân cận, tức là những bậc không có đến yết kiến các cái bậc sa môn bà la môn, không có thân cận các bậc sa môn bà la môn, không có hỏi pháp, không không các bậc không thân cận, không yết kiến. Các bậc sa môn bà la môn và không có học hỏi giáo pháp. Giáo pháp từ các cái bậc sa môn bà la môn là những cái bậc hiển trí, tức là không có thân cận, không có đến để học hỏi, không có học hỏi giáo pháp, thì những cái người đó là những cái người có ít trí tuệ. Và cái người người có nhiều trí tuệ, cái người trí tuệ, người thông minh trí tuệ, là người thân cận các bậc sa môn bà la môn. Sa môn bà la môn và vị đó hỏi và có hỏi pháp, thân cận sa môn bà la môn và vị đó phải hỏi rằng vấn vấn pháp, hỏi pháp, vị đó hỏi pháp, hỏi pháp với các vị sa môn bà la môn. Thì bây giờ hỏi pháp làm sao cho nó đúng pháp, bây giờ hỏi thầy là hôm nay ngày nào, giờ nào tốt, giờ nào xấu, có phải hỏi pháp không? Cái tháng này là ngày nào tốt ngày, ngày nào xấu ngày, ngày nào đẹp, ngày nào xuất hành tốt, giờ nào giờ tốc hỷ. Nhờ thầy đến cũng giải hạn, cầu cắt sao giải hạn, lễ bái nọ kia, thì cái đấy không phải là hỏi pháp, cái đấy là cái tà pháp. Thế bây giờ phải hỏi pháp thế này, thưa ngài, bạch ngài, phải hỏi pháp là bạch ngài, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, là thiện và thế nào là bất thiện. Thế nào là có tội, là có tội. Thế nào là vô tội. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Là việc gì không nên làm. Việc gì mang lại bất hạnh lâu dài. Lâu dài và cái việc gì mang lại cái lợi ích và an vui lâu dài. An vui
Đây là những cái câu hỏi khi mà đến yết kiến một cái vị sa môn, bà na môn, những cái bậc hiền trí nào, thì mình chỉ hỏi những cái tương tự như thế này: thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là vô tội, cái việc gì nên làm, việc gì nên tránh, cái việc gì mang lại cái sự lợi ích lâu dài, cái việc gì mang lại cái sự bất hạnh lâu dài, cái gì mang lại bất hạnh lâu dài nên tránh, cái việc gì mang lại cái sự lợi ích lâu ngày, lâu dài và nên làm. Và mình gạn hỏi những cái khúc mắc ở trong cái cuộc sống, nó liên quan đến cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Trong những cái câu hỏi nó chỉ liên quan đến nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Vậy những cái vị mà là những cái vị sa môn và những cái vị bà na môn là những cái bậc gọi là những cái bậc hiền trí, là những cái bậc mà giữ gìn lại cái đạo đức ở thế gian, thì cái vị đấy phải là những cái người rành rẽ về hai cái pháp này, hai cái pháp thiện và bất thiện này. Thế nào là có tội, thế nào là vô tội này. Nếu như hỏi đến hai cái pháp thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào có tội, thế nào là vô tội, thì bảo tôi cũng chẳng biết. Tôi chẳng biết thế nào là thiện, thế nào bất thiện cả. Thì cái vị đấy không phải là bậc sa môn bà na môn. Những bậc đấy nó chỉ là những cái bậc mà rành rẽ về cái nghiệp ở trong hiện tại, ở trong tương lai, tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì những cái bậc đấy mình cần phải hỏi pháp. Thì nhờ có hỏi pháp như vậy, mình mới có thể mở mang ra được cái sự hiểu biết, mở mang ra được cái chánh kiến, mở mang ra được cái trí tuệ của mình. Thì cái người nào mà là cái người có trí tuệ, là cái người đó là cái người có cái sự học và hỏi, có người sự có cái tâm tầm cầu và học hỏi, thì cái người đó mới là người có trí tuệ. Nhưng mà cái người mà không có cái tâm tầm cầu học hỏi, ví dụ mình có học bao nhiêu cái pháp ở thế gian đi chăng nữa, nó không gọi là người có trí tuệ. Mình có học, có bằng đại học, có bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ ở thế gian đi, nó không gọi là người có trí tuệ. Bởi vì làm sao? Những cái pháp học thế gian nó không phân biệt thế này. Có cái bằng nào phân biệt thế này? Thế nào là tội, thế nào là vô tội, thiện, thế nào là bất thiện, cái việc gì mang lại lợi ích lâu dài và cái gì mang lại bất hạnh lâu dài, thế này cho nhiều đời nhiều kiếp về sau. Thì những cái pháp thế gian người ta chỉ dạy những cái gì nó đáp ứng cái tâm tầm cầu, cái cuộc sống hiện tại, vật chất hiện tại này thôi, chỉ đáp ứng những cái tâm, những cái mà có thể mắt thấy tai nghe được, chứ người ta không có thể giải đáp được những cái thắc mắc thâm sâu mà chỉ có trí tuệ mới thấy được. Đó là ví dụ như cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện nó sẽ mang đến quả báo như thế nào, thì cái pháp thế gian không có trả lời được. Chỉ có những cái pháp có trí tuệ, tức là những cái bậc có trí thấy được cái nghiệp và quả của nghiệp, thấy được kiếp trước kiếp sau. Nói đúng là nói thẳng ra là những cái bậc mà có thể thấy được cái đời này, đời sau, có thể thấy được những cái cõi khổ, cái cõi vui, thì mới có thể giải đáp được những cái điều thắc mắc, những cái điều khó hiểu, những cái sự thắc mắc về cái sự sai biệt của các chúng sinh. Nhưng như ở thế gian không có thể giải đáp một cách thỏa mãn và thích đáng cái sự sai biệt của chúng sinh. Tại sao có người sống lâu, tại sao có người chết non, tại sao có người giàu, người nghèo, tại sao có cái người có trí tuệ mà người không có trí tuệ. Thì tất cả cái pháp thế gian dù có học đến mấy không có thể giải đáp được cái đấy. Thì chỉ có cái pháp, chỉ có trong cái giáo pháp giác ngộ thì mới có thể giải đáp được những cái đấy, những cái giáo pháp giác ngộ. Cho nên Đức Phật mới nói là cần phải đến để yết kiến, để mà học hỏi, để mà hỏi pháp nơi các cái vị sa môn bà la môn, là những người có trí tuệ thấy được những cái pháp sai biệt về nghiệp và quả của nghiệp ở trong thế gian này, thì mình mới mở mang ra được cái trí tuệ. Trí tuệ là làm cho mình
diệt trừ được cái tà kiến, được những cái hiểu sai, diệt trừ được cái vô minh, những cái không biết về sự thật, không biết về lẽ phải, diệt trừ được cái hiểu sai về lẽ phải, cái đúng thì cho là sai, cái sai cho là đúng, cái thật cho là giả, cái giả cho là thật, diệt trừ được cái điên đảo loạn tưởng, cái tưởng tượng lung tung ở trong thế gian, cứ nghĩ là chết, người thì tưởng rằng chết rồi là hết, người thì tưởng rằng chết rồi thì sẽ sinh về một cái cõi cố định nào đấy. Đấy là những cái tưởng sai biệt ở trong thế gian này. Còn nếu mà được nghe, được học đúng cái giáo pháp thì mình sẽ biết được cái giáo, cái sự thật đó là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp, chính cái nghiệp đã tạo ra cái sự khác biệt của tất cả chúng sinh. Đó là cái người nào làm nghiệp thiện thì được hưởng cái quả báo an vui, cái người nào làm nghiệp ác thì chịu cái quả báo khổ đau. Người nào tạo cái nhân ở trong sinh tử thì người đó còn ở trong sinh tử. Người nào tạo cái nhân siêu thế thì người đó thoát khỏi sinh tử mà người đó chứng đắc được niết bàn. Tùy theo cái sự lựa chọn của mình. Hôm nay hết bài học. Hết giờ. Họ phải tác ý là cái lời nói này nếu như mà nói thật ra thì sẽ mang lại cái sự bất hạnh cho nhiều người. Lời nói dối nó có thể khai, nó có được phép khai mở, nó được đó, nếu mà nói dối mang lại cái lợi ích ấy, mang nói dối mà không có ác ý, tức là khi nó thành cái nghiệp nói dối, là khi mà cái người đó, cái lời nói của người đó nó gây cái sự tác hại đến người khác. Thì cái nghề đấy là cái... giữ bí mật, tránh khẩu nghiệp thì có nhiều cách nói tránh, nói giảm, nói tránh đi. Nhưng mà dù sao thì khi nó là keo kiệt, nghiệp nó nhẹ thì mình đừng có khởi cái tâm bất thiện. Mình nói chung là cái này nó tùy theo trường hợp ấy, mình không có thể nói một cái câu trả lời cụ thể nào được ấy. Vào cái tình huống này nó phải tùy theo từng cái trường hợp, từng cái tình huống đấy. Còn nói chung là những cái tác ý của mình cái lúc đấy nó đi với cái tâm gì, mình kiểm tra xem là tâm này là thiện hay bất thiện. Mình phải học từng cái tâm này, tâm tham hay nó là tâm sân hay là tâm si, hay nó là cái tâm thiện hay nó là cái tâm bất thiện. Trong cái lời nói dối đấy nhưng mà nó vì một cái tâm thiện thì cái nghiệp nó khác, còn nếu nó vì cái tâm bất thiện thì nghiệp nó khác. Nó cũng là một cái cố ý, nhưng mà cái cố ý nó vì cái mục đích khác nhau. Có, cái người bình thường cũng có lúc mình có tâm vô kỵ. Ví dụ như là bây giờ mình đang đi bộ, đi dạo bộ, thì cái lúc đấy mình chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác gì. Mình phải thực tập tâm thiện. Mình phải thực tập tâm thiện thì nó mới có cái thiện nghiệp. Còn bây giờ mình mà làm cái tâm vô kỵ thì nó không có thiện nghiệp. Ví dụ trong lúc mình ngủ ấy, thì nó chẳng thiện, chẳng ác. Chẳng thiện, chẳng ác gì, nhưng mà nó chẳng tạo được cái nghiệp gì tốt. Mình phải tập cái tâm thiện nhé. Còn khi mà ở cái giai đoạn là một cái người có cái tâm xả, ví dụ mình nhìn người khác mình không yêu cũng không ghét,
thì đó là tâm xả. Nhưng mà cái tâm xả này không phải tâm vô ký, tâm xả là tâm thiện. Tâm xả là tâm thiện. Ví dụ mình bây giờ mình nhìn thấy một người nào, mình hoan hỉ, mình thấy quý, ghét, yêu quý người đó, quý người đó, thì đó cũng là tâm thiện nhé. Hoan hỉ với người đó. Ừ. Nhưng mà mình giữ một cái tâm xả, không yêu, không ghét, thì đó nó cũng là tâm thiện. Tâm xả là tâm thiện. Chứ mình không có nhầm cái tâm xả với tâm vô ký. Tâm vô ký là không có cái tác ý thiện hay bất thiện gì cả. Bây giờ mọi người hồi hướng ha, mọi người hồi hướng đi về không có muộn. Idame bunyam asa wakhazam baham hotu. Idame bunyam nibbanasa pachazo hotu mama bunya bagam. Sapa satanam pachemi te sape mesamam bunya bagam nabantu satu satu.